Ngày 15 tháng 12, tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập, giáo viên dự bị đại học có thay đổi. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 13/2024 quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo viên dự bị đại học. Thông tư này thay thế thông tư số 34 ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng Nội dung hình thức và việc đánh giá người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng trước danh nghề nghiệp giáo viên mầm non phổ thông công lập. Thông tư có một số điểm quy định mới và điều chỉnh so với thông tư số 34-2021 cụ thể như sau. Thứ nhất, không quy định tiêu chuẩn điều kiện thi thăng hạng do chính phủ đã bỏ hình thức thi thăng hạng, không quy định nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng do chính phủ đã quy định chi tiết tại Nghị định số 85-2023. Thứ hai, quy định cụ thể tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng lên hạng 2 và hạng 1 đối với giáo viên mầm non phổ thông, giáo viên dự bị đại học. Theo yêu cầu của chính phủ, để đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ ngoài tiêu chuẩn điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 32 Nghị định số 11 năm 2020 đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 16 điều 1 Nghị định số 85 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định bổ sung một số tiêu chuẩn điều kiện như sau. Về tiêu chuẩn xếp loại chất lượng trong thời gian công tác, trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 3 và tương đương có 2 năm đối với mầm non và 3 năm đối với phổ thông, dự bị đại học, công tác liền kề trước năm xét dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 2 và tương đương có 5 năm trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất là 2 năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về xác định cơ cấu, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại công văn số 64 ngày 5 tháng 1 năm 2024, đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, tỷ lệ chức danh nghề nghiệp hạng 1 tối đa không quá 10%, tỷ lệ chức danh nghề nghiệp hạng 2 và tương đương tối đa không quá 50%. Do đó, tiêu chuẩn về xếp loại chất lượng tại thông tư là phù hợp với yêu cầu về cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, đảm bảo lựa chọn được những giáo viên xứng đáng, có đóng góp được ghi nhận và có sự nỗ lực phát triển nghề nghiệp trong thời gian giữ hạng về danh hiệu thi đua và thành tích khen thưởng trong tiêu chuẩn điều kiện năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đăng ký dự xét hạng 1 là các danh hiệu thi đua và thành tích khen thưởng đạt được trong thời gian giữ hạng 2. Quy định này để đảm bảo một danh hiệu thi đua và thành tích không được sử dụng đồng thời ở hai lần dự thăng hạng từ hạng 3 lên hạng 2 và từ hạng 2 lên hạng 1. Đồng thời để đảm bảo giáo viên có sự nỗ lực phấn đấu tiếp tục trong suốt thời gian giữ hạng. Thứ ba Quy định cụ thể, việc xác định thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp tương đương tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong việc tính thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề khi giáo viên đăng ký giữ thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Các nội dung quy định tại thông tư số 13-2024 quy định tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo viên dự bị đại học, sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để địa phương tiếp tục triển khai việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo. Ngày 18 tháng 9 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư 11 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập. Trong đó, việc xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập được thực hiện như sau: viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh quy định tại thông tư 11-2024 được áp dụng bảng lương viên chức tại bảng 3, bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, ban hành kèm theo Nghị định 204-2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang cụ thể như sau. Chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh hạng 3 mã số V07 .07.24 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98. Trước danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh hạng 2 mã số V.07.07.23 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm A2.2 từ hệ số lương 4 và đến hệ số lương 6,38. Trước danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh Hạng 1, mã số V.07.07.22 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 từ hệ số lương 4 đến hệ số lương 6.78. Việc chuyển xếp lương đối với viên chức tư vấn học sinh khi được thăng hạng chức danh nghề nghiệp và trường hợp khi tuyển dụng, bổ nhiệm vào chức danh viên chức tư vấn học sinh đang là công chức viên chức chuyên ngành khác, thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư 02-2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển lại công chức viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của chính phủ. Xem chi tiết nội dung tại Thông tư 11/2024 có hiệu lực từ ngày 4 tháng 11 năm 2024. Ngày 5 tháng 10 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định 125/2024 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2024. Theo đó, điều kiện thành lập nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, nhóm mầm non độc lập công lập hoặc cho phép thành lập nhóm trẻ độc lập lớp mẫu giáo độc lập lớp mầm non độc lập dân lập tư thục sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non độc lập có địa điểm cơ sở vật chất tối thiểu đồ dùng đồ chơi và thiết bị dạy học đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo có kế hoạch giáo dục tài liệu học liệu đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động đảm bảo về số lượng đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non. Quy mô của nhóm lớp trong cơ sở giáo dục mầm non độc lập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngày 4 tháng 10 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định 2761 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó thủ tục công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam được thực hiện như sau. Người đề nghị công nhận văn bằng cung cấp các thông tin về văn bằng theo phiếu đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, quy định tại phụ lục 1 thông tư 13 2021 quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam và tải hồ sơ lên cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đây gọi chung là cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng và thực hiện thanh toán lệ phí theo quy định. Trường hợp người đề nghị công nhận văn bằng có thông tin minh chứng để xác thực trực tiếp từ cơ sở giáo dục cấp bằng hoặc cơ quan có thẩm quyền xác thực thì cung cấp thông tin minh chứng để xác thực trực tiếp cho cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng, đồng thời tải lên cổng dịch vụ công trực tuyến, bản quét scan có thành phần hồ sơ quy định tại điểm a, điểm b mục 3.1 không cần chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính các thành phần hồ sơ quy định tại điểm C, điểm D, mục 3.1. Trường hợp người đề nghị công nhận văn bằng không có thông tin minh chứng để xác thực trực tiếp thì thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính các hồ sơ quy định tại các điểm A, B, C và D, mục 3.1 kèm theo văn bản ủy quyền xác minh thông tin về văn bằng nếu đơn vị xác thực yêu cầu và tải lên cổng dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp không tải hồ sơ lên cổng dịch vụ công trực tuyến, người đề nghị công nhận văn bằng nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng, các hồ sơ quy định tại mục 3.1. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng có trách nhiệm trả kết quả công nhận văn bằng cho người đề nghị công nhận văn bằng. Trường hợp cần xác minh thông tin về văn bằng từ cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc đơn vị xác thực nước ngoài, thời hạn trả Kết quả công nhận văn bằng không vượt quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ công nhận văn bằng. Kết quả công nhận văn bằng được ghi trên giấy công nhận. Trường hợp văn bằng không đủ điều kiện công nhận hoặc quá thời hạn quy định mà không đủ căn cứ xác minh thông tin về văn bằng, cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng phải trả lời bằng văn bản hoặc thư điện tử cho người đề nghị công nhận văn bằng. Trường hợp không xác định được mức độ tương đương của văn bằng với trình độ đào tạo quy định tại khung trình độ quốc gia Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng, cung cấp thông tin và công nhận giá trị của văn bằng theo hệ thống giáo dục của nước, nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính. Quyết định 2761 có hiệu lực từ ngày 2 tháng 11 năm 2024.